Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Ba Đa Hương Nguyễn. Thì hôm nay do là bị đứt dây đàn cho nên Ba Đa Hương Nguyễn sẽ hướng dẫn mọi người thay dây đàn và lên lại dây đàn ha. Đầu tiên thì mời mọi người cùng đến với nguyên nhân gây đứt dây đàn nha mọi người. Phải chi mà đàn cái bài gì nó phức tạp thì ông nói học nhấn dây thôi mọi người, đàn cái bài A B C D E F G cuối cùng là cái bực và nó đứt cái dây số 4 mọi người. Có thể là do cái dây này nó mảnh quá cho nên là nó bị căng quá nên nó bị đứt. Cho nên bây giờ để mình giải quyết thì mình sẽ tịch thu cái dây bị đứt nha mọi người. Mình sẽ lòn qua và mình lấy ở cái đầu ở bên phía bên tay trái ra nha, mình sẽ giải quyết cái dây đàn và mình lên spare. Mình sẽ mua cái dây số 4, mình sạch cái mình có thể sạch là từ khóa là dây đàn Gugen thì nó sẽ ra và nó có số thứ tự là từ 1 tới 21, thì mình bị đứt cái dây nào thì mình sẽ mua dây đó nha mọi người. Dây đàn này là dây đàn của Đôn Hoàng nha mọi người, giá là khoảng hai mươi mấy ngàn một dây. Mỗi tội là nó khác với cái màu dây đàn hiện tại của mình. Dây đàn hiện tại của mình thì nó có màu đỏ, còn cái này nó màu xanh nhưng mà què quặt cho nên không có đòi hỏi gì nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ lòn từ phía bên trái của cây đàn qua nha mọi người. Mình sẽ lòn qua cái hộp đàn và mình lòn lên cái lỗ số 4 đây, và mình sẽ kéo qua bên phía bên tay phải của hộp đàn nha mọi người. Đây, bây giờ mình sẽ trên đường đi thì mình sẽ gặp một cái con ngựa đàn như thế này và mình sẽ để nó lên trên con ngựa đàn và mình lòn xuống ở phía dưới. Ở phía dưới thì nó sẽ có những cái thanh như vậy để mà mình chỉnh cái dây đàn á mọi người, thì mình sẽ sọt nó qua cái lỗ như vậy nha, như sâu chỉ vậy thôi, và mình sẽ quấn theo ông bà mách bảo, tổ tiên mách bảo nha mọi người. Cứ quấn đi, quấn sao đó cho nó dính vô là được. Này mình cũng lần đầu thôi nên là mình cũng bỡ ngỡ dữ lắm mọi người. Sau khi quấn một cách ô về rồi thì mình sẽ dùng cái cây này là được tặng kèm với đàn để mình chỉnh cái dây đàn cho nó căng ra ha. Sau đó mình sẽ dùng cái này là cái dụng cụ để chỉnh nè mọi người. Thì mình sẽ chỉnh cho nó về chữ D và 440. Nếu như mà mọi người lỡ bị luốt qua chữ D không sao hết, mình cứ kiên nhẫn. Nè mọi người có thể nhìn mình là một cái minh chứng điển hình cho cái sự gấp gáp. Và nó lỡ vượt qua chữ D một chút là mình lại phải bắt đầu lại từ đầu mọi người. Đó. Sao cho nó về chữ D là ok ha. Và tiếp tục mình sẽ nhấn cái nút nguồn để mình chỉnh là nó về 440. Nếu nó lỡ qua 440 thì mình lại tiếp tục mình ấn như vậy. Đó. Lỡ nó ô về nè, thấy không? Nó chỉ cần lố một chút là mình phải chỉnh lại từ đầu mọi người. Đó. Rồi 440 ngưng ha. Sau đó thì mình sẽ dặn dặn và mình sẽ khi nào mà nó về cái số 4 và chữ F như vậy là ok, màu xanh là ok nha mọi người. Rồi, chúc mọi người có thể tự thay dây đàn và lên dây lại giống như mình trong trường hợp mà nó lỡ bị đứt nha. Bye bye mọi người.